Xin chào các bạn, hôm nay kênh CN Điện Movie đã quay trở lại. Và hôm nay mình muốn review các bạn sản phẩm đó là CN Điện Movie nở. Ở trước tay mình là sản phẩm CN Điện Movie nở có hành trình là 200mm, tải trọng là 400 N, tốc độ là 20 m/s, điện áp là 24V DC, tần số là tầm 250%, có IP65 bảo vệ chống bụi và chống nước, và có tem nhãn là Movie CO.NLTD chống hàng giả hàng nhái. Còn đây là sản phẩm CN Điện Movie nở có hành trình là 100 mm, tải trọng 1200 N, tốc độ là 5 m/s, có điện áp là 24V, tần số rộng 2%, có IP65 là chống bụi chống nước, và có tem nhãn là Movie CO.NLTD. Hành trình là phần thao ra đầu cần hoặc phần dịch chuyển của đầu cần, kích thước lắp đặt là 105 cộng với hành trình, tổng chiều dài khi lắp đặt xin anh sẽ là 2 lần hành trình cộng với 105 mm. Ở đây mình sẽ kết nối với xin điện Movie nở là 100 hoặc là 200, kết nối với bộ DK07. CN Điện Movie nở được ứng dụng rộng rãi trong cửa sổ thông gió, nắp chắn nắng, xe tự vận hành. Bên CN Điện Movie có thể hỗ trợ về các bạn về mặt kỹ thuật, tư vấn lắp đặt tận tình các bạn, và bên mình luôn luôn cố gắng mang đến sản phẩm và dịch vụ tốt nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy like và subscribe để theo dõi video mới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.